Chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong những video trước thì mình đã gọi là trong kênh của mình thì rất dài cũng đã có về rất là nhiều cái dòng touring hiệu Momentum. Và tiếp theo đây là mình có một cái model khác của cái dòng thương hiệu này, một dòng thương hiệu Momentum của thương hiệu con của hãng Giaer. Thì chiếc xe này thì có kiểu dáng rất là độc lạ, gồm 3 gióng, 3 típ và chiếu một típ to và trên 2 típ nhỏ. Kiểu dáng rất là độc lạ và phung gồ lên, trông rất là phá cách, thích hợp với các bạn muốn sự độc đáo. Xe Momentum này thì mang thương hiệu là model Ailis, Ailis W1. Xe có một chiếc tem được bán tại siêu thị xe đạp Aeon Bay. À, như các bạn biết là Aeon là một cái siêu thị của Nhật Bản và đã xuất hiện ở Việt Nam khá là lâu. Và xe được mua từ 15 tháng 3 năm 2016. Chiếc tem này là hoàn toàn nguyên bản và không phải là do chúng tôi in và dán vào. Xe này là hoàn toàn tem này nguyên bản của Nhật. Còn tem này là tem đăng ký với cái bộ sử dụng của công an, cũng là năm 2016. Nên tại sao lại người ta lại cào đi? Thì cái mỗi khi mà một người dân mua một cái chiếc xe mới ở bên Nhật Bản về thì người ta phải đăng ký với cục công an để người ta chứng minh cái quyền sở hữu chính chủ của chiếc xe đạp này với bản thân cá nhân họ. Và khi mà họ bán chiếc xe lại cũ hoặc người ta cho tặng thì người ta sẽ cào cái chứng nhận sử dụng xe của người ta đi, và người ta không sử dụng nữa thì người ta sẽ cào cái ấy đi để người ta tránh những cái phiền phức với luật pháp sau này khi chiếc xe đã qua tay các chủ nhân khác. Thì sẽ chiếc tem là bị cào là bởi như vậy. Hầu hết các xe mà đã qua sử dụng và nhập về tới Việt Nam thì hầu như chiếc tem này sẽ bị cào. Xe có size là 450mm. Như các bạn thấy thì ở đây mình cũng không biết tiếng Nhật nhiều lắm, nhưng mà chiều cao khuyến nghị của người đạp là từ 1m60cm, tức là 1m6 trở lên. Tức là xe này có thể từ 1m6, 1m7 là sử dụng hợp lý chiều cao của người đạp. Xe thì một màu đen tuyền, sơn thì theo mình đánh giá cực kỳ nguyên bản, không có một vết xước lớn nào trên bề mặt khung, sơn rất là nguyên bản, sơn cực chắc. Thì tại sao mà luôn luôn mình quảng cáo là cái sơn nguyên bản thì nó chắc, nhưng các bạn thấy cào không bao giờ bị xước luôn, nó chỉ xước một tí thôi chứ nó không bị cày mất lớp sơn ban đầu, bởi vì sơn nguyên bản của hãng thì nó hấp sấy rất là tốt, cái độ cứng nó rất là tốt so với cái sơn mà sơn lại hấp sấy lại tại Việt Nam thì không bao giờ có thể bằng được cái sơn nguyên bản. Xe thì được trang bị cái bộ tay bấm xả 7 tốc độ và 7 lít 3 đĩa. Cồn bát Momentum chính hãng. Vành 700C, hai lớp, lốp 700C quả 38, đũa lốp, đũa inox giúp cho chiếc xe rất là sáng bóng, đi trong trời tối rất là long lánh. Vành hai lớp thì như các bạn biết thì cái độ cứng rất là tuyệt vời rồi. Chiếc xe trang bị đùi đĩa 3 tầng, clip 7 tầng hãng Shimano và bộ chuyển động Shimano Tourlay TX. Đằng sau cũng như vậy, cũng được trang bị vành 700C đồng bộ và lốp 700C nhân 38. Và chiếc xe này thì có được trang bị thêm một cái chiếc khóa của chủ nhân cũ ở Nhật. Hiện tại thì khóa này đang bị rơi mất chìa thì mình cũng chưa đánh, vì mình cũng mới nhập về thôi, cũng chưa có làm gì hết nên là xe cũng khá là nguyên bản, yên nguyên bản, không có rách, người ta dán băng dính ở đây thì làm gì ra luôn. Tất cả những cái chiếc xe mà mình nhập về thì hầu như là mình nhập cái hàng rất là tốt, hàng đẹp hàng một, nên là sơn và các cái phụ tùng nó rất là nguyên bản, gần như là trên dưới 90%. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái độ nguyên bản của chiếc xe mà có sử dụng tại Nhật. Chiếc xe này có giá khoảng hơn 5 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn biết chính xác giá của chiếc xe thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại, trên video hoặc là inbox Zalo cho mình. Các bạn hãy ấn like video để ủng hộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video mới. Và hãy ấn theo dõi kênh.
kênh để các bạn có kênh mới khi mà chúng tôi up lên YouTube. Xin cảm ơn các bạn xem video, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.